Thông tin về quy trình bổ nhiệm ông Trần Sĩ Thanh và bà Đào Hồng Lan, quy trình đã đúng với quy định. Câu trả lời từ phía Bộ Tư pháp. Ông Trần Sĩ Thanh, sinh năm 1971, là chính khách Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016 đến 2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 14. Ông từng giữ chức Tổng kiểm toán nhà nước. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa 14, Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc Kiểm toán Nhà nước. Trần Sĩ Thanh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1971, nguyên quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Ông có trình độ học vấn trên đại học, có trình độ chính trị cao cấp lý luận chính trị, Ông có trình độ chuyên môn là đại học tài chính kế toán, nay là học viện tài chính. Bà Đào Hồng Lan. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hải Dương, là nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế, quyền bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh. Bà vào Đảng ngày 15 tháng 3 năm 2001. Quê quán xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ chuyên môn, thạc sĩ kinh tế. Về quy trình bổ nhiệm ông Trần Sĩ Thanh và bà Đào Hồng Lan, đại diện Bộ Tư pháp nói về quy trình bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, ông Trần Sĩ Thanh, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19 tháng 7, bà Nguyễn Thị Hạnh, quyền vụ trưởng vụ pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp, đã trả lời thắc mắc của báo chí về quy trình bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, tiền Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo bà Hạnh, đây là lĩnh vực thuộc Bộ Nội vụ. Dưới góc độ của Bộ Tư pháp, bà Hạnh cho biết, tại khoản 3 điều 98 Hiến pháp năm 2013 quy định, Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Tài khoản 7 điều 70 quy định Quốc hội có quyền hạn phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ. Khoản 5 điều 28 luật tổ chức chính phủ năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thủ tướng chính phủ trong thời gian quốc hội không họp, quyết định giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của bộ trưởng bộ nội vụ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Về trường hợp ông Trần Sĩ Thanh phó bí thư thành ủy Hà Nội, theo bà Hạnh, sẽ phải qua bước hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Tại phiên họp gần nhất bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo trình tự của pháp luật. Ngoài ra, theo Luật Tổ chức Quốc hội, việc phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Y tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cụ thể, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng theo danh sách đề cử. Sau đó, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với danh sách đề cử theo hình thức bỏ phiếu kín. Như vậy, việc kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan có thể diễn ra vào kỳ họp gần nhất để tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo, điều hành tại Bộ Y tế. Được biết, kỳ họp Quốc hội gần nhất sắp tới là kỳ họp thứ tư, dự kiến diễn ra cuối tháng 10 năm 2022. Ông Trần Sĩ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Dự kiến tại kỳ họp thứ 8 diễn ra chiều 22 tháng 7 tới. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định nội dung về nhân sự nhằm kiện toàn chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.